Da đã ghê, người gì đâu mình thấy thấy da người ta nhiều là một nè, thấy móng người ta xấu là thích nè, để đặng làm. Trời ơi cái người gì mà ngộ nghĩnh quá. Bé nghe cắt mấy cái hình móng mà tam giác không á, nó nhọn nhọn chính giữa không á. Mình cạp vậy cái da nó sẽ nổi lên cho mình cắt, nó sẽ bung ra. Con nghiêng qua cho lại giùm cô tí đi, nghiêng con à, không có con nghiêng ở bên đây nè, con nghiêng qua đây. Ok, tại vì cô cái đồng cái tay đồng hồ của cô nó bị chạm cái kia này khó quá. Con nghiêng ra trái giùm cô đi, nghiêng cái bàn chân qua bên đi trái giùm cô đi. Đúng rồi, đúng rồi, giúp cô nha, cảm ơn con. Cái da của bé nghe nó chùm lên cái móng luôn. Con làm bộ lên tiếng đi cho anh ta biết con còn 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 sống. Như cô cắt cho con mà con làm thinh đó, con ngồi im quá cái tình tự nó chết cha, nhỏ ngất xỉu rồi. Làm bộ tương tác, làm bộ tương tác. Đã quá cô ơi, phê quá. Chết rồi, phê dữ. Trời, đã quá. Đó, làm bộ nói vậy đó con. Cho người ta nghe, người ta tưởng thiệt. Trời ơi, xong người ta nhào. Người ta nhào vô, người ta ủng hộ cô. Cho cô, vậy là cô sống rồi đó. Đó. Trời ơi, nói đi con, nói đi con. Trời ơi, chị Mary ơi, em phê quá. Em thích quá. Móng ngâm 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 vậy chứ mà hả, để chừng chút xíu là nó khô lại liền nè. Con nghiêng qua đây giùm con. À đúng rồi, cảm ơn con nha. Cô làm như cô cảm ơn quen cái miệng luôn á. Không qua nước ngoài sống được. Cái gì cũng thank you rồi. Thank you and you. Có bán người nước ngoài hả? Chị Giang nói gì hả? Mở miệng ra người ta thank you. Không có gì ta cũng thank you. Không mà nhiều khi ví dụ mình nhờ người ta thì mình thank you là đúng rồi ha, mình cảm ơn đúng rồi. Nhiều khi người ta nhờ cô luôn á, xong rồi cô làm xong cảm ơn. Mình bị quen á, mình làm cho người ta xong rồi mình cảm ơn luôn. Cái mình ủa có gì nó cấn cấn nha. Cái người ta cự mình quen miệng á. Quen miệng rồi, kệ đi. Cái anh kể ở nước ngoài á, hai câu cửa miệng đầu tiên là gì? Please. Thank you với Làm ơn. đó có hai hai cái đó đó. Nó mở miệng ra cái gì trước tiên cũng xin lỗi từ trước rồi đó. Đúng rồi. Không, từ từ. Sorry, sorry, sorry với thank you chị. Đúng rồi. Mở miệng ra là sorry hoặc là thank you là hai cái từ là đầu tiên. Vô thêm chữ nữa đi. Cái Mình gì? nhờ người ta gì đấy, làm ơn đi. Sleep. Đã nghe. Lên tiếng Trời đi em. le đi, le lên đi. Trời đã nãy giờ người ta nhờ gì.
gì á, cười không mà. Nhỏ này nó cười không mà, trời ơi, cười lớn lên coi. Trời ơi, cái móng gì mà nó chút ép chút ẹt luôn nè. Cười thì cười cho lớn. Đúng rồi. Nhớ bữa sau qua làm mẫu cho cô là xách thêm mấy ly nước nữa để cô ủng hộ nha. Trời ơi, cô ủng hộ cô. Ủa tôi nhớ hồi đó nó đâu có đến nỗi mà nhỏ chút ép vậy đâu, mà sao con sau một thời gian con làm nó nó làm là cái nó chọt qua bên, nó chọt qua bên đây đúng không, nó có cái móng tẻ rồi. À cô hiểu rồi, sao vậy ta, nó có móng ốp con không bị tẻ luôn. Nó bị đập biến xe. Đúng rồi đó, cái ngón cái của cô cũng đang bị tẻ mà cô không biết sao. Tự nhiên cái móng nó ra nó tẻ nha con. Tự nhiên cái đầu móng nó ra nó chẻ chỗ. Làm cái móng mình nó mọc xéo đi hay không? Ừ, không biết sao. Cái chân móng. Chết là nó phải có lỗ mà sao cô moi không được luôn nè. Để lát nữa cô quay xong đi rồi cô. Đây nè, con moi nó có cho cô chưa bấm luôn á. Chắc nó có cái góc trong. Ừ, nó có cái góc ở trong này nè. Cô chưa có bấm con luôn mà. U đây nè. Đau không? Nếu đau thì cô đợi nó ra một xíu rồi cô lấy cho nó đỡ đau. Thôi cô lấy luôn đi hả? Nó có cái góc bé đó, nó cắt sâu quá đây nè. Mà con có ngứa không mà sao con làm cỡ này vậy con? Mà con rút nó bị đứt rồi nè. Xong lắm bé ơi. Bây giờ con chịu khó con đợi cô. Khoảng chừng 1-2 tuần con qua con làm lại. Cái này nó ra nó lấy. Chứ bây giờ con cắt nó lên cao quá rồi. Con cắt nó lên cao lắm rồi. Bây giờ cô mãi ấy vô cái cô sợ cái clip của cô nó. Mà nó có đâm đau con không? Dạ, nó ngứa hả? Trời ơi, đây nè. Ngứa hay để con coi. Rút nó ra là con rút nó ra. Rút nó ra luôn hả? Em bé nó cứ vậy nè. Hít vậy lắm đúng không? Rút vậy là cổ khoái, cô bé cổ khoái. Tại giờ con thấy nó đứt mà nó đứt sâu quá con. Con đợi được không? Yeah. Đợi được không? Đợi cho nó ra một tí đi rồi mình làm. Đây nè. Chứ rút rồi cô sợ tóp cái móng con quá. Ha. Nè, cắt lém vô luôn rồi nè. Đau không? Đưa về đau không? Trời không đau luôn hả con? Nó bực mà nó không ra. Cái móng nó bị đứt á. Trời ơi. Quá trời. Ý, rồi. Ra rồi, ra luôn. Rồi. Rồi, ra rồi mọi người ơi. Wow.
đổ xịt vô, xịt nước vô liền, xịt nước phi tan phi tan. Đã ngứa hả con? Một cục luôn. Ý ý nè con, một cục luôn á nha, ghê quá. Con biết không, con để nó sâu quá, con hiểu chưa? Thôi đừng đụng chạm đến nó nữa, ghê quá. Nè mọi người nhìn nè, nó có cái lỗ đó mà nó nè, nhìn nè. Ủa đâu rồi, đâu rồi đó, nó có gì nè, nó ngay chỗ cái chỗ đó mà nó có một cái cục vậy luôn á mọi người, quá trời. Cho xin cục bông gòn nữa, nhiễu nhiễu miếng, nhiễu miếng, mở ra mở ra. Cho chị lấy bông gòn nữa. Không lấy thì bé nó không chịu, mà lấy thì nó ẻn ẻn nè. Tại vì cô ngại lắm, trên cái clip nữa chạy máu cô cũng ngại lắm. Chạy bé sao quá. Chèn màu vô. Hả? Chèn màu, vô. Chèn màu vô hả? Làm mờ đi. Làm được không? Cái màu làm được không? Sáng. Không thấy người ta cũng chèn màu. Cô không biết luôn á. Tưởng con biết làm, con chỉ cô. Lại là có một cái cạnh ngay đây nữa. Không sao, cái cạnh này lấy ra được. Mà nó đúng, nó nằm diện bé này nó ngứa là đúng rồi. Tại vì Nhi thấy không, lấy ra quá trời luôn á Nhi. Sao nó không ra được hả cô? Nó mắc mấy cái da hả? Tại vì cái da nó bị chùm á, cái cấu tạo của mọi người á, là da của Nhi với lại da của mấy nghe là da nó chùm hai bên. Cho nên là nó hay gây ra cái tình trạng như vậy lắm. Bé nó cắt sắc lẻm luôn nè. Lại là có một cục ngay đây nữa nè. Con phải bắt buộc con phải rút như vậy đó hả con? Yeah. Cái cục này thì nó lên nè, đó, nó có cái cục đó. Bé này nó hay để mấy cái cục nhỉ. Con cắt riết rồi, cái móng chân của con nó còn có tí xíu à. Tới ngón cái da nhiều kia ha. Con ngồi ngược lại. Thường mà cô mà ngồi cắt cho cô cũng hay bị dướng cái bụng lắm. Cô cắt không được. Rồi sao con cắt được hay vậy? Hả? Cho chị xin cái khăn chị để trên đây giùm chị nha. Cái khăn á, thêm một cái khăn. Trải trên đùi chị à, đúng không? Nhìn rõ không Nhi? Dạ. Ok, canh giùm chị nha.
cắt lại kềm nha, tại vì cái này cắt mà không kềm nó dễ sắn xuống lắm nha. Mà thôi, Nhi học để Nhi đi nước ngoài á, Nhi làm cái khâu này hả chị? Đúng rồi, làm sạch Nhi như như chị dặn Nhi á, chứ đừng có gì mua vé cắt vé nó khó lắm. Tại vì khóe của em này nó cắt tùm lum trong này rồi, hiểu không? Cho nên là nó dễ lắm. Như nhiều khi nó bị cái vết thương cũ nữa. Đau không con? Móng bé này nó bị khóe móng á, cái móng nó quặp vô á. Nhưng mà tại vì nó nằm trong đó rồi, không lấy ra đâu có được. Không bấm cái móng của con lên đâu có được con ha. Mà cô đang hỏi con á, tại sao mà con cúi được con tắt được cho con hay vậy? Hả? Hóp bụng vô. Hóp bụng vô hả? Cô là cô bóp hay luôn á. Con cắt vô đây, con lấy cái kìm con đưa vô hả? Dạ. Để con chuyên nghiệp vậy. Mà tại sao? Ngứa hả? Thường bao lâu thì nó ngứa? Chắc con phải cắt cái đoạn này nha. Cái đoạn này nó có một cái mảnh đó, con để chẳng á. Con lấy cây chọt thì xì máu, con lấy kẹo cắt thì nó dư chẳng. Có bao giờ con bị sưng lên chưa? Dạ, để nó mọc ra lại nó bị sưng. Ý là mọc ra mà không có chịu cắt là nó sưng lên hả con hả? Dạ.
Vậy chắc chừng tuần 10 ngày con đi làm da lành đi. Đây nè, nó nằm một mảnh ở đây nè, nó nằm nó lận sâu ở dưới luôn á con. Cái này là móng chứ không phải da. Vừa móng vừa da luôn. Sâu dữ. Sâu lắm. Nó cũng còn á. Là do nghe nó bấm á, xong rồi nó có cái cạnh móng á, để với nó hoài. À, đỡ rồi đó con. Con thấy ok chưa? Con thấy đỡ ngứa hơn không? Con thấy đỡ ngứa hơn không? Nghe ít tương tác quá. Lấy sạch lên là được. Một chút xíu da này mình đẩy nhẹ 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 ở đây thôi. Ok. Gió đẩy cái da lên cho em. Đã không con? Hết rồi nha, nè ha. Ok ha, chưa để làm cho sạch. Nhi thấy mình được cách da cái nó sạch ha Nhi ha. Biết sao dướng cái máy mà chị moi không có được trơn tru giống như bình thường ha. Thấy kệ đi. Rồi, ok. Đây kết thúc clip nha. Rồi.